Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một cặp bát 30 của Mary Audio. Hàng này hàng chính hãng. Giá thành của Mary rất hợp lý luôn. Và bát của nó dùng hàng chính hãng và xịn. Dòng này là từ 19, từ 17. Còn có em có cả từ 19 nữa. Từ 170 và côn 76 các bác nhé. Và bát chính hãng của công ty Mary Audio. Model của nó là MA12. Có nghĩa là bát 30 là 12 đấy. H87D 8 ohm và công suất là 500W. Đấy, từ 170 và côn 76. Xương lòng trứng màng có số seri, gân vải thẩm dầu 2 gân và bát của nó mang sơn dầu. Anh em chơi hàng chính hãng mà giá thành hợp lý thì chơi có thể dòng Mary này dành tiếng rất hay, chạm nhún màu vàng. Dầu nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Hàng của Mary này tiếng của nó rất là hay và giá thành hợp lý thôi. Hôm nay thì về hàng và em cũng giới thiệu sản phẩm và báo giá cho tất cả các bác cùng tham khảo. 1.650.000 một cặp bát từ 17 côn 76 được bao ship toàn quốc. Anh em lưu ý hàng chính hãng nhé. Nó có thể là đắt hơn các dòng khác độ 50-100 nhưng cái dòng này chơi của nó, tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Và anh em nhìn này, để ở các cái nước dây điện này, nó bọc dây điện từ ngoài vào trong này, chạm của nó một nhún màu vàng này, côn 76 từ 17 này. Đấy, dòng này đánh đẩy 400W một kênh, tương đương với 16 hoặc 20 sò để đánh dòng bát 30 từ 17 côn 76 của Mary này. Anh em có nhu cầu quan tâm đến của sản phẩm bát 30 của Mary hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Dòng bát này là bát chính hãng mà giá thành của nó như thế thì quá là hợp lý luôn. Anh em chơi yên tâm vì sản phẩm. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn em trong clip mới nha. Các bác xem video đừng quên tặng like, chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn nha.